Ở tập trước, chúng ta đã được theo dõi các Autobot đang phải học cách thích nghi ở trái đất với nguồn tài nguyên ít ỏi, trong khi các Decepticon thì lại đang thu thập được thêm Energon thông qua việc chiếm lấy năng lượng từ nhà máy điện để xây dựng lại quân đội của mình. Nhưng đó là quá khứ rồi, vì hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến một trong những khoảnh khắc đã làm lên thương hiệu của bộ truyện Skybound Transformers. Và để biết khoảnh khắc đó là gì, thì hãy cùng với mình, tâm béo của MarvelCon, đi khám phá số thứ 3 của bộ truyện này nhé. Autobots, let's freaking roll out! Bộ cháu ra đi thế nào? Chuyện gì đã xảy ra? Kể cho cháu tất cả đi. Ông ấy, chú biết chuyện này nghe có vẻ điên rồ, nhưng ông ấy đã bị một con robot khổng lồ bóp nát. Hắn ta nhìn như thế nào, chú? Có phải tên robot màu đỏ, xám và có thể biến hình thành máy bay không? Kali, cháu biết những gì, cháu đã nhìn thấy gì? Cháu đã thấy hắn, cháu đã nhìn thấy hắn tỉnh dậy và... Cháu đã đi đâu với Spike? Con trai chú ổn chứ? Cậu ấy... Một tiếng crash nổ ra. Laserbeak đã tới và lao vào tấn công hai chú cháu. Sparky liên tục bùm vào người của con chim sắt, nhưng nó chỉ nhẹ nhàng túm lấy Sparky và ném ông ấy vào một góc tường. Trong lúc Laserbeak chuẩn bị làm thịt Kali, thì may mắn Cliffjumper đã xuất hiện, sau đó đá thẳng vào mặt Laserbeak, làm nó bị bất tỉnh nhân sự. Cliffjumper tiến tới hỏi Kali có bị sao không, thì Sparky đã hét lên bảo anh ấy tránh xa Kali ra, sau đó bùm một cái bằng vũ khí của mình, khiến Cliffjumper bị đánh bay ra khỏi ngôi nhà. Kali cố giải thích cho Sparky về những gì đã xảy ra, nhưng Sparky lại quá hoảng sợ và kéo Kali lên chiếc xe cảnh sát mà ông ấy đã trộm được rồi phóng đi thật nhanh. Trở lại tàu ARK thì Starscream đã nổi giận khi thấy Soundwave đang ôm con mèo của mình và vẫn chưa sửa được máy tính Teletran 1. Soundwave giải thích với Starscream rằng chúng ta đã có đủ Energon, nhưng là nguyên liệu thô của hành tinh này là không đủ hoàn hảo để sửa được máy tính. Lúc Soundwave nhắc đến những gì Megatron sẽ làm thì Starscream đã nổi điên và quay sang tát cho Soundwave một cái, rồi cảnh cáo hắn không được nhắc đến cái tên đó nữa. Vừa lúc đó thì Laserbeak đã thông báo về cho Soundwave về việc nó đã tìm thấy một Autobot, và thông báo đó đã khiến Starscream càng bực hơn nữa, trong khi ra lệnh cho Skywarp đi xử lý tên Autobot này. Sparky đưa Kali đến quán bar ở tập 1. Kali thắc mắc hỏi sao họ lại đến đây, thì Sparky đã giải thích rằng bọn chúng đã chặn hết sóng điện thoại, radio và internet rồi, nên chúng ta phải tìm viện trợ từ nơi này. Bước vào bên trong thì Danny và một nhóm cựu binh đã nghe thấy tiếng boom từ xa, và họ đã thành lập một nhóm lính tự phát để đứng lên chống lại hiểm họa. Kali giải thích cho Sparky rằng không phải con robot nào cũng là kẻ xấu, nhưng Sparky ngắt lời và hét lên rằng chú đã từng ở trong chiến tranh rồi, Kali. Ở đó không quan trọng họ là ai hay chiến đấu với mục đích gì, nhưng khi họ bắt đầu tấn công thì lúc đó sẽ có người phải nằm xuống. Sparky vừa nói xong thì Cliffjumper đã xuất hiện ở ngoài cửa, khiến Sparky hét lên tất cả nằm xuống, rồi nã cả băng đạn vào người của Cliffjumper, khiến anh ấy bị văng ra ngoài và nói rằng cái quái gì nữa vậy. Kali ngăn Sparky tấn công Cliffjumper, nhưng ngay sau đó Skywarp lại bất ngờ Superhero Landing một lần nữa, khiến mọi người lầm tưởng là Cliffjumper gọi thêm viện trợ tới và bắt đầu pom pom cả hai. Trong lúc di chuyển, Spike chợt thấy khói đen cuốn lên từ xa, liền chỉ tay và bảo đó chắc chắn là bọn Decepticon. Không chút do dự, Optimus và Spike lập tức phóng hết tốc lực về phía đám khói. Trong khi Skywarp đang liên tục lập công, thì Danny quyết định sẽ dùng thứ mạnh hơn để tiêu diệt hắn. Danny cùng với Sparky lấy ra một khẩu bazooka, nhưng họ chưa kịp làm gì thì quán bar đã bị đổ xuống, làm họ bị chùn bước. Skywarp tiến tới chỗ của Cliffjumper để kết liễu anh ấy, nhưng Kali đã đứng ra bảo vệ người bạn của mình, khiến Skywarp ôm bụng cười và nói, ngầu đấy. Optimus hút bay Skywarp bằng chế độ xe tải để giải cứu cả hai. Sau đó ông biến hình, rồi bảo Spike tới bảo vệ hai người kia, trong khi mình sẽ tự xử lý tên Decepticon này. Cả hai lao vào đánh nhau, rồi pom pom. Skywarp sử dụng khả năng tạo cổng dịch chuyển để ghi đầu Optimus xuống đất. Sau đó hắn ta hóa Lee Sin vào Optimus, nhưng trượt, làm Optimus lấy lại được thể trận, rồi ông ấy nhắc bổng hắn ta lên, sau đó ném hắn thật mạnh xuống đất. Xong, ông biến ra chiếc rìu năng lượng của mình và nói, mày đã vất vả rồi, Skywarp, đứng lên và chiến đấu với tao. Tưởng rằng đây sẽ lại là một màn kết liễu Decepticon, giống như phiên bản Optimus của anh bay, nhưng đời mà, con người lại một lần nữa phá game bằng việc để Sparky và Danny bùm bazooka trúng tay phải của Optimus, khiến ông ấy phải dừng lại vì cánh tay đang bị thương rất nặng. Nhân cơ hội đó, thì Skywarp đã đứng dậy và liên tục bùm vào cánh tay của Optimus, khiến ông ấy bị suy yếu trầm trọng. Sparky hô lên bảo nhóm lính tự vệ tập trung bùm vào cả hai con robot, trong khi không biết rằng con trai của mình đang chạy tới phía của Optimus. Một viên kẹo đồng xuyên qua người của Spike, khiến cậu ấy đổ gục trước mặt của Optimus. Sparky bảo tất cả dừng lại, nhưng đã quá muộn rồi. Spike đã nằm xuống,
trước khi Sparky nhận ra điều đó. Skywarp trêu chọc Optimus, sau đó hắn ta chuẩn bị kết liễu Spike bằng một cái búng tay, thì Optimus đã điên lên rồi lao vào ném hắn ta ra chỗ khác. Trong một khoảnh khắc tuyệt vọng, Optimus đã tự mình xé toạc cánh tay bị thương ra, sau đó dùng nó như một món vũ khí để lao vào đánh tới tấp vào mặt Skywarp, khiến hắn bị thương nặng và gục ngã. Hình ảnh Spike nằm xuống tương phản với hình ảnh của con nai nhỏ mà Optimus đã vô tình đè lên ở tập 2. Optimus mang người bạn của mình lên bằng tay còn lại, trong khi Sparky đau khổ chạy tới và hét lên rằng: "Đừng chạm vào nó! Đừng chạm vào con trai tôi!" Optimus nhìn vào xác của Spike trên tay mình và nói với Sparky trong khi đang biến hình rằng: "Đi với tôi! Tôi sẽ cứu con trai của ông!" Các bạn thấy tập 3 có hay không? Tôi thì thấy nó quá là bùng nổ. Nhưng ta vẫn còn những câu hỏi đang chưa được giải đáp. Liệu rằng các Decepticon có trở lại và làm thịt con người lẫn Autobot hay không? Liệu Optimus có thể cứu được Spike hay cậu ấy sẽ ra đi luôn trong tập này? Để trả lời cho tất cả những câu hỏi đó thì hãy bấm like, đăng ký để không bỏ lỡ những tình tiết mới sắp diễn ra trong bộ truyện này nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào 18 giờ ngày mai. Bye bye!